Chào mừng các bạn đã đến với ngày hội mua sắm cùng Free Fire. Đây là chương trình mua nhiều giảm giá sốc kéo dài từ mùng 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 2019 với giá giảm đến 60%. Nào, cùng thử xem 8 vật phẩm hot nhất trong rất nhiều vật phẩm dành cho các bạn. Ninja thần chết, Hayato, gói người hùng 2019 dành cho nữ, hộp súng game thủ, sát thủ bạc, đáp, gói tù trưởng nam, gói người phán xử và còn nhiều hơn thế nữa. Nào, bắt đầu shopping với một vật phẩm gói người hùng nữ 2019. Các bạn sẽ thấy ngay giảm giá 40%. Giờ hãy chọn mua hai sản phẩm cùng một lúc, gói tù trưởng nam và gói người hùng 2019 dành cho nữ, hai gói giảm cùng một lúc đến 50%. Và ngay lúc này các bạn hãy thử chọn mua ba sản phẩm cùng một lúc và xem giá đồng loạt giảm xuống đến 60%. Đây là siêu khuyến mãi đặc biệt nhất mà Gana Free Fire dành cho tất cả các bạn. Quá tuyệt vời phải không nào? Nhưng vẫn chưa hết đâu. Nhanh tay mua ngay nào các bạn ơi. Mua nhiều giảm sốc và đừng bỏ qua cơ hội shopping giảm tới 60% nếu các bạn mua ba sản phẩm cùng một lúc. Chương trình chỉ kéo dài từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2019. Mua ngay, mua ngay! Ấn đăng ký và nhấn nút chuông thông báo của Gana Free Fire ngay hôm nay để nhận thông báo về các phần quà miễn phí, nhân vật, trang phục mới và giải đấu eSports đỉnh cao.